Hello, xin chào mọi người. Thì hôm nay á, bên mình á, có nhập một số sản phẩm mới như là kem wifi này về. Thì cái hộp này á, mình đang xài dở. Khi các bạn mua sản phẩm á, mà có kèm hộp á, thì giá sẽ nhỉnh hơn một chút. Khi các bạn mua hộp không, hộp mà các bạn mua hũ kem mà không có hộp nhé, giá sĩ cũng như vậy, giá sĩ cũng nhỉnh hơn. À đây, ta-da. Đây, bên mình đây là file bên mình nha các bạn, có tem kiểm định đàng hoàng luôn nhé, 100% của Thái Lan. Có gì thì các bạn cứ liên hệ với chị của mình nha.